Xin mời các vị huấn luyện viên 3, 2, 1. Wow. Trời ơi, đâu cần gì đâu. Xin chúc mừng em Nguyễn Quang Thuận, em có hai sự lựa chọn từ hai huấn luyện viên. Dương Giang thích lắm. Dạ, trước tiên là em cảm ơn hai vị ban giám khảo đã lựa chọn em. Tiêu của em tới là em muốn về đội chị Hương Giang hơn. Bởi vì em có bởi vì em có theo dõi chị ở trên nhiều chương trình thực tế, qua những cách ứng xử và cách giao tiếp và xử lý tình huống trên sân khấu. Em thấy chị rất là một người tinh tế. Nhưng thật tiếc là hôm nay thì không được phiếu chọn của chị nên Thế là em rất là dại đúng không? Giang thì là không dơ biển để chọn em, mentor là chị và chị Xuân Lan là chọn em. Nhưng mà em lại đứng đây em lại bảo là em muốn về đội Xuân Giang, vậy thì không, em muốn đi thực, về đúng thực không? Thực ra là như này nè. Ngay lúc đầu thì chị Hương Giang có bảo là hãy theo lý trí gì á. Em cũng không có nhớ kỹ cho lắm em... Này, nặng đấy nhá. Nếu có cơ hội thì... Em ơi, em là bạn của Văn Dũng, Vũ Khắc Tiệp team chị đấy. Cái gì hợp đấy? Ngang ngửa. Lấy về đi. Không. Lấy về đi. Cho nên là thực ra ấy, từ cái vòng mà casting ấy, em đã thể hiện ra là em cực kỳ là chân chất. Hai chị ở bên cạnh chị là hai chị lớn. Hai chị cũng sẽ không bao giờ để ý hay là chấp những cái chuyện đó. Tuy nhiên... Chấp nha. Đấy, rõ ràng là Hương Giang khéo léo xử lý nha. Nhưng chị nói nè, một trong những cái tố chất của quý ông mà em cần phải học ngay lập tức đó là gì em biết không? Chính là một cái sự tinh tế. Mình có thể nói điều đấy khi mình đã về đội của một trong hai chị, khi mình đã thân rồi. Mình có thể kể lại giống như một câu chuyện vui thì nó sẽ không sao hết. Còn ngay khoảnh khắc này chị đã không dơ bảng thì mình không nói. Nhưng mà ai cũng biết em là người cực kỳ thật thà và có phần hơi ngu ngơ một chút xíu. Cho nên là không sao, chị nghĩ là hai chị mới đủ cái năng lượng để mà giúp cho em có thể trưởng thành nhanh nhất có thể. Giờ bây giờ thì em muốn là nhìn thấy hai huấn luyện viên thuyết phục thí sinh nè. Không thuyết phục nha. Chị tổn thương, thật sự chị tổn thương nha. Bác ba con tổn thương gì bác nha. Casting con đã gọi bác ba là đã khoe chân chất rồi, là phải hiểu cái ý. Không hiểu phải không? Bây giờ chị Hương Giang không chọn em đang muốn khóc luôn đúng không? Có muốn khóc không? Để em nó trả lời. Chị Giang đừng trả lời giùm. Em cũng hơi... hơi thất vọng một chút, hơi buồn một chút. Wow. Bởi vì ngay lúc đầu là, nói chung là theo cái lý trí của em thì em sẽ thiên về chị ấy. Nhưng nói chung là em cũng hơi buồn một chút ạ. Thuận ơi, em có sợ chị Hà Anh buồn em không? Tại vì hai người dơ bảng lên chọn em mà em quay qua em tạt hai thau nước vô trong mặt tụi chị luôn đó. Không, bây giờ như này thôi, rất là chân thành, không có giận giết gì hết. Chị quý cái sự chân chất của em và rất là thật thà. Thật thà thì cũng hay em ạ, để cho nó rõ ràng. Thế thì chị nghĩ rằng là em cảm thấy là tiếc như thế, em nên quay lại năm sau. Và hy vọng rằng là năm sau Hương Giang sẽ chọn em, không chị nói chân thành. Bởi vì là cơ hội được vào vòng trong dưới sự chỉ dẫn của chị hoặc là chị Xuân Lan rất là quý. Rất là nhiều bạn ở ngoài kia cực kỳ là ao ước luôn. Em còn cảm thấy lấn vấn như thế thì chị nghĩ là chị cũng không có nhất thiết, chị cũng không mong muốn là phải thuyết phục em. Theo như chị, em nên quay trở lại năm sau và hy vọng rằng chị Hương Giang sẽ lựa chọn em. Dạ vâng, thật sự là em rất là xin lỗi bởi vì em vẫn còn non trẻ, bởi em cũng chưa được va chạm hay là trải nghiệm nhiều trên những truyền hình thực tế và cách ăn nói của em vẫn chưa có được tinh tế và hiểu biết sâu sắc hơn. Thì thật sự là rất là xin lỗi về hai vị ban giám khảo. Không, em đừng lo, em phải xin lỗi gì hết. Chị nghĩ rằng là em chân thành thế là rất là đúng em ạ. Có những người ta khôn khéo hơn, có thể người ta giữ lại ở trong lòng, người ta tận dụng tình cảm của hai vị giám khảo. Nhưng mà chị rất trân trọng việc là em thẳng thắn em chia sẻ như vậy, rất là tốt. Thần tượng chị Hương Giang nó là một cái gì đó rất là personal, rất là riêng tư. Thì không biết Giang có thay đổi ý định hay không? Không, em nghĩ là như vậy này. Chúng ta đã đi với nhau từ vòng casting và chúng ta đều hiểu khi một quyết định đưa ra thì sẽ không thể lấy lại được. Chị chúc mừng em vì em có hai sự lựa chọn. Hai chị cũng không thể nào thay đổi cái quyết định của hai chị. Bây giờ hãy bình tĩnh lại này, lắng nghe này. Ngoài kia rất rất nhiều bạn đã chờ từ 6 giờ sáng đến bây giờ gần 24 tiếng rồi. Và họ không biết họ có cơ hội đi tiếp hay không. Em nên xin lỗi hai chị. Hãy Giang, bình Giang. Tĩnh đấy. Không, bình em tĩnh đừng lại. Em đừng bắt em xin lỗi vì nó không có lỗi gì cả. Cái vấn đề chị đặt ở đây là chị không thích kiểu như là mọi người phải bắt em phải cố khéo léo hay là phải xin lỗi. Em đâu có lỗi gì đâu. Nói thật là em chia sẻ rất là thật và chị rất là trân trọng luôn, chị nói chân thành. Cho nên đừng bắt em nó xin lỗi em ạ. Hãy để cho em làm theo cái
tiếng gọi của trái tim em ấy, nếu như mà em cảm thấy rất là thoải mái. Vì như vậy chúng ta đã bẻ bạn ấy sang một cái hướng trở thành một cái người mà đúng không? Không, em phải lời xin lỗi đôi khi. Lời xin lỗi của em đã xin lỗi rồi. Em đã xin lỗi. Lời xin lỗi là bởi vì cái hành động gì đấy mình hơi làm cho mọi người buồn một xíu vì cái sự hơi không tinh tế của mình. Thế chị không nói là em có cái lỗi lầm gì trong cái chuyện đấy, hiểu không? Em á là một cái tiếp đàn ông làm tổn thương phụ nữ và những người chung quanh bởi vì sự thành thật của mình. Tại vì họ quá ngây thơ đi. Em là vô tư đến vô tâm đó. Thực ra nếu mà chị nhận em về đội của chị, đầu tiên chị hình dung đó là câu chuyện rất là thú vị. Bởi vì em là một người rất là chân chất, em sẽ có rất là nhiều mảng miếng để chị có thể giúp em tinh tế lên, trưởng thành lên mỗi ngày và giúp cho em suy nghĩ khác biệt đi. Nhưng cho tới bây giờ chị thấy em là... Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 23 tuổi ạ. 23 năm hình thành tính cách như vậy rồi, chị sẽ rất khó thay đổi trong có 7 tập. Dạ vâng, thì em chia sẻ là em học diễn viên là em sẽ thích ứng được mọi hoàn cảnh, mọi vai diễn, mọi hoàn cảnh, mọi nơi, cái này mọi chị chỗ. Không muốn em diễn nha. Không muốn em diễn nha. Đây là câu chuyện cuộc thi nhưng chị chọn tính cách đời thường. Không, nhưng nó phải có cái cảm xúc thật thì nó mới diễn. Em nghĩ là ngay từ đầu chị La La đã thích bạn bởi vì bạn rất là chân thật mà. Ủa Giang, chị chưa quyết định mà Giang, em không có được chọn, em không dơ bản lên, em không có ý kiến, bớt ý kiến. Thôi nào, em thật hãy chọn. Thật sự là đi. Em vẫn còn suy nghĩ vẫn chưa được tinh tế và thấu đáo. Thì mong ba vị ban giám khảo thông cảm cho em và hãy tạo cho em một cơ hội. Và bây giờ là lúc em sử dụng quyền của mình để lựa chọn huấn luyện viên mà em sẽ về đội. Qua những lời chia sẻ của ba vị ban giám khảo, em xin phép về đội chị Xuân Lan ạ. Chúc mừng em, chúc mừng huấn luyện viên Xuân Lan. Chị ơi, hãy huấn luyện bạn ý nha. Đầu tiên thật ra là chị rất là thích cái cá tính của Thuận. Một người đàn ông thật thà, đó là một câu chuyện rất là tốt ở trong cái xã hội bây giờ. Nhưng mà chị sẽ giúp cho em tinh tế lên mỗi ngày, giúp cho em hoàn thiện bạn mỗi ngày. Bởi vì với chị á, đàn ông không phải chỉ là ở ngoại hình, mà vì cái cách ứng xử, cái cách làm không làm tổn thương người khác, họ bị vô tư quá. Thì em là một cái mẫu rất là nhiều người sẽ giống như em ở ngoài xã hội ngoài kia. Thì chị hy vọng rằng tất cả những cái bạn nào mà cái màu đang giống như em thì sẽ có cái kinh nghiệm là nhiều khi là mình làm như vậy, mình hành động như vậy, mình ngây thơ quá, mình vô tư quá, mình có làm tổn thương cái người bạn đời của mình chung quanh hay không, hoặc là tổn thương mẹ mình, chị mình, em mình hoặc người yêu mình hay không. Thì hy vọng rằng chị sẽ giúp cho em trưởng thành hơn và hy vọng chị sẽ thành công như là chị mong muốn. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Em cảm ơn ba vị ban giám khảo. Em cảm ơn anh ạ. Chạy lên ôm chị. Thôi đừng ôm, tổn thương rồi. Dễ ra. Em hơi xoa dịu liền. Chị ơi, bạn đẹp trai, đang sổ chân thật quá thôi. Trời ơi, bây giờ mới thấy mặt nó gần nè. Trai mà. Có nghe nè. Hai chị kia luôn em. Nhưng mà chị Giang kìa, rồi ôm chị Hà Anh kìa, làm tổn thương chị Hà Anh kìa. Ok, cố gắng lên nhá. Rồi, chúc mừng em, xin mời em về phòng chờ của team Xuân Lan. Bài học đầu tiên. Đúng là những thước phim mà sẽ chỉ có ở The Next Gentleman thôi đó.